Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Trải Nghiệm Đất Thần Kim nha. Và hôm nay em đi quay cho cô chú anh chị một căn nhà được tọa lạc ngay thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Căn này nằm trong trung tâm thị trấn luôn. Mà từ đường này cô chú anh chị di chuyển ra, cái đường này là hẻm số 7 Trương Văn Bang nha cô chú anh chị. Di chuyển đâm thẳng ra ngoài này là đường Nguyễn An Ninh của thị trấn Cần Giuộc luôn. Đi đường này là ra ngoài bệnh viện, cách bệnh viện khoảng tầm là 700m. Còn đi đường này đó, đường đó là ra đường Trung Văn Bang, cắt đường Trung Văn Bang khoảng tầm là 50m, và rẽ phải là đâm ra quốc lộ 50, di chuyển về Cần Đước hay là về quận 8, quận 5, quận 10 chỉ mất từ là 35 phút cho đến là 40 phút chạy xe thôi, rất là gần luôn. Và vị trí của căn nhà này á, là một trong những căn mà giá cũng là rẻ, tương đối rẻ ở khu vực trung tâm thị trấn nha cô chú chị. Sổ hồng riêng đây, phía trước đây là có những cái đồng hồ này, đồng hồ đi vào trong dãy của nhà mình hết trơn rồi. Đó, hệ thống cống đầy đủ nha cô chú anh chị, nước là vào tận nơi. Đó, hôm nay em giới thiệu cho mình là có hai căn này. Đây, thiết kế là theo phong cách là mái hộp nha cô chú anh chị, với màu bên ngoài là màu xanh lá. Rồi, phía trước của căn nhà mình đây, bên em ốp gạch màu trắng này, gạch men cao lên màu trắng lên đến cái pano luôn. Và phía trước pano thì có một cái đèn led. Và khi mà mình bước vào trong phòng khách á, thì bên em thiết kế là lớp cửa 4 cắn, chất liệu bằng sắt và kính cường lực nha cô chú anh chị, được sơn màu trắng rất là đẹp đây. Đó, căn này có diện tích là ngang 3m5, dài 9m, được thiết kế là một chiều một lầu, có hai phòng ngủ và có hai nhà vệ sinh, thì có một phòng khách, một phòng bếp. Đây là cái phòng khách đây. Đó, căn này bên em ốp gạch cao lên 1m4 này, bên trên đây ốp gạch sạch sẽ ha. Đó, gạch nền gạch bên này đầy đủ luôn, cái này nữa bậc tam cấp lên. Đó, trần là trần thạch cao, đèn led âm trần. Với cái mức giá 1.350.000, đó cô chú chị sở hữu ngay căn nhà này và được ngân hàng hỗ trợ vay nữa, rất là tuyệt vời ha. Đây là không gian phòng bếp, có tủ bếp dưới, tủ bếp trên này, chất liệu bằng gỗ nha cô chú chị. Và bồn nước là bồn nước inox, đá ốp gạch, đá ốp trên mặt bếp này là đá hoa cương, có ốp gạch trên phần này rồi. Đó, mình về mình thao hồ mình nấu nướng nha. Khu vực này á, cô chú anh chị mình vừa có thể mình bỏ tủ lạnh này, hoặc là mình bỏ máy giặt nguyên hộp đó luôn ha. Rồi tiếp tục phía dưới cầu thang, tại vì cái căn nhà này á diện tích có 3.5 dài 9 thôi, nên là bên em thiết kế cái toilet tầng trệt á thì nó tối ưu nhất là toilet nằm dưới cái khu vực cầu thang nha cô chú anh chị, nhưng mà cũng rất là thoải mái khi mà mình sử dụng này đó. Ốp gạch cao 2m, có vòi sen, labo và bồn cầu, đầy đủ tiện ích ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ di chuyển lên lầu nha. Đường lên trên lầu á, cầu thang lên trên lầu thì bên em ốp đá hoa cương hết. Cầu thang bên em thiết kế cũng là vừa bậc để cho cô chú chị mình dễ dàng di chuyển lên nha. Thì trên lầu này á thì bên em thiết kế là có hai phòng ngủ và có một nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, cô chú chị mình coi trước. Hôm nay nhà thì cũng căn này thì cũng đang bị cúp điện á, thì em quay sơ thôi. Cửa đi vào thì cửa bằng gỗ, ốp gạch tầng trên, ốp gạch là 1m4 luôn. Đây là cái toilet trên lầu trên đây. Rồi, đây là cái căn phòng phía trước của căn nhà mình. Đó, thì có một cái cửa sổ đây, một cửa sổ khu vực này. Rồi có một cái cửa đi ra ban công, ốp gạch cao lên 1m4 luôn, trần là trần thạch cao. Đó, và căn này có hướng là đông bắc nha cô chú anh chị, sổ hồng riêng. Thì cô chú anh chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà mà được tọa lạc ngay vị trí là trung tâm thị trấn á, thì mình hãy liên hệ đến số 078 362 0303 để em tư vấn và sắp xếp cô chú anh chị mình xuống xem nhà này. Căn nhà này có diện tích là ngang 3m5, dài 9m, được thiết kế là một chiều một lầu, có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Sổ hồng riêng, giá bán là 1.350.000. Cô chú chị hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những căn nhà, những lô đất mới nhất tại Ngã Ba Thần Kim nha. Xin chào cô chú chị.